Nay sẽ giới thiệu với mọi người quán trung tâm, đó là ở góc đường Đầm Quan Tri với Làng Hầm đó quý vị, kế tỉnh nội. Đây là quán cũng có cũng từ lâu rồi. Quay đầu lại kìa. Để cho lại lên đi. Đó xuống cười quá. Quay gì? Quay mà đổi tiếng cho chị. Quay đầu lại kìa. Ủa chị, ở đây là mình có món cơm tấm rồi cơm tấm hình nướng thôi, không có gì hết em. Không, nhưng mà nãy tới ba bốn loại lắm em. Ba loại. Cộng ba loại miếng. À, cộng ba loại miếng. Em nhớ cũng được mấy năm rồi phải không chị? Thôi đừng có quay tôi à. Ra đi. Tú Uyên kìa, à, có không vậy? Ở ngay góc đường. Đây là khu vực chế biến. Đặt vô gì mày? Con nhớ là được cũng 2-3 năm hả cô? Hả? Cái này mình bán được mấy năm rồi cô ha? 2 năm rồi cô. 2 năm rồi hả? Dạ. Đây là cái khu vực hấp. Buổi tối rất là đông ở đây. Quay tao lên trang bút thì chi vậy ạ? Dạ. Đây là dĩa cơm nè quý vị. Tao còn tính là tao làm gì mày biết không? Dạ. Tao tính là đi lên đi xóa đói giúp nghèo. Dạ. Xóa đói giúp nghèo hả? Đây là Lâm ăn cái phần ba gọi nè quý vị. Bắt tới rồi cái bụng chết. Bớt giờ. Đây nước mắm nhìn rất là ngon. Có một máy luôn. Có những hũ nước mắm và ớt gì thì bớt nữa thì. Dạ. Cá gỏi rất mềm quý vị. Đây là cơm tấm luôn. Và chả. Đây bán cũng rất là đúng liệu quý vị. Vì rồi, có dưa leo thì sẽ không có gà chung với gà chua và ở đây thì có ngâm
cà rốt, củ cải trắng. Và cái này đu đủ là rất là đúng. Cơm tắm chầm chầm để gì mà đây là cái nước sốt, cái nước súp chứ quý vị. Ở đây giữa đường biển nên là mọc cho mình cái chỗ ngon nhất. Vì con tắm cái là kia bằng cái thiết bị sao anh? À, cái này để xem trước thôi. Hiểu đi cho gã cho mà. Để ý mình nói là cái thiết bị của nó là quay gửi đi đâu á? À, không, cái này gửi để lên mạng thôi. Ví dụ như mình muốn lại đây mà muốn xuống Kiên Giang á, mà muốn ăn cơm tấm á thì nên ăn ở những địa điểm nào? Vậy bà ngoại cho mày. Dạ. Bảo có ai kêu cho kêu chị bà ngoại thôi. Có nước chấm miệng luôn quý vị, rất đầy đủ. Có cái mùi tôm của ngọt gí và cái vị của tiêu đó quý vị. Nếu quý vị ăn cái vị hơi lạ hơn thì có thể kêu bớt là chan ít thôi. Đây cũng tắm cái sườn rồi ba gọi. Có thêm trứng gà nữa đó quý vị. Ở đây khi ăn thì chúng ta có thể ngắm nhìn đường phố qua lại quý vị.
Thôi ba gọi này ăn không có ngán luôn. Lên mềm. Ớt rất là ngon. Nước súp coi là có tiêu là thấy nha. Ăn nó lạ quá vậy. Rồi đây. Đi nước để vậy. Đây có nó phục vụ thêm nước mía, nếu mà quý vị có muốn mua nước mía thì kêu thêm ạ. Và các loại nước khác. Rồi quý vị nếu mà có muốn thưởng thức đó, thì có thể ghé góc Lạc Hồng với Long Quang Kỳ nha quý vị, ngay cái tỉnh tội á. Rồi xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại các clip tiếp theo ạ.